Anh ba cho em cơ hội chuộc tội nha anh ba. Em xin anh ba. Nha anh ba. Vậy thì sẵn sàng đi. Tụi bay chuẩn bị đồ cho nó. Không được. Nhưng tụi trẻ con rất ngoan, biết im tiếng, không phải lo đâu. Cứ gỡ tụi nó ra được, sớm chừng nào tốt chừng đó. Còn Diệu Minh, anh có tạo điều kiện cho tụi em bế ba đi được không? Anh yên tâm đi, anh ba sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Lông đồng đỏ, mày điên rồi. Anh Hoàng ơi, cứu em. Anh Hoàng ơi. Muốn làm gì hả? Chúc mừng mày vì đã đến kịp lúc. Tao đã nói rồi, muốn chơi với mày trò chơi cuối. Mày thả Thảo ra, nếu không tao bắn. Thả ra. Thả ra. Lo mà cứu bạn gái mày trước đã. Thảo.